Xin chào bạn đến với Tech Bắc Việt Nam và mình là Hoàng Đặng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những mẫu smartphone trong năm tới 2022 có thể nó sẽ hot. Thực ra mà nói là hot thì cũng rất là khó để nói trước, nhưng mà chắc là mình sẽ tập trung vào những cái sản phẩm, những cái thiết bị, những smartphone có thể thứ nhất nhá, nó được nhiều người quan tâm, và thứ hai nữa là nó bao gồm trong đó những cái công nghệ độc đáo, thú vị và tạo nên cái sản phẩm nó cũng khá nổi bật trong năm tới. Thì nếu các bạn quan tâm tới nội dung hôm nay thì xin mời. Ok, đầu tiên thì mình xin phép được nói lời cảm ơn tới những nguồn thông tin mình đã tham khảo như là TomGuys, TechRadar, Samfan, Minox. Bởi vì video này thì không thể nào mà đến từ chân không, đúng không? Nên là mình xin nói lời cảm ơn tới những nguồn thông tin đó. Ok, đầu tiên ấy thì về Galaxy Z Fold 4 ấy, bởi vì đây là một thiết bị theo mình là cũng thỏa mãn được hai cái điều. Thứ nhất là nó cũng đột phá, nó cũng phá cách chứ không phải là một cái sản phẩm bình thường. Và thứ hai nữa thì nó cũng là một cái sản phẩm đã được thương mại hóa rồi, bán ra rồi và đã được kiểu như là được cải tiến qua nhiều đời rồi ấy, nên là chứ không phải là những cái sản phẩm như kiểu là cũng phá cách, cũng đột phá nhưng mà lại chưa biết là có dùng được hay không. Nhưng còn Z Fold 4 ấy thì chắc chắn là ra mắt có thể mua máy về độc đáo, thú vị mà vẫn có thể dùng luôn được đó. Và cái thế hệ mới này của Z Fold 3 có thể vẫn sẽ có thiết kế tương tự như đời trước của nó, nhưng mà Samsung được cho là đang làm việc để có thể giảm khối lượng máy đi. Và mình nhớ đời trước khi mà mình cầm dùng hay dùng để trong máy ấy, thì thứ nhất là nó cấn và thứ hai là nó khá là nặng nề. Đời này nếu được giảm khối lượng đi thì cũng là một cái điểm rất đáng chú ý. Cũng là về phần thiết kế, ta sẽ có những tinh chỉnh ở phần màn lề để tăng cái khả năng kháng nước và kháng bụi của máy. Và đó thực sự cũng là một cái yếu tố quan trọng, bởi vì với một cái thiết bị rõ ràng là nó dễ bị tổn thương hơn những smartphone thông thường thì Samsung buộc phải làm điều này tốt hơn qua từng năm. Và đó là cái điều mà Z Fold 3 có thể sẽ được cải thiện. Ok, chuyển qua một cái điểm thứ hai nó cũng rất là đáng chú ý và có thể sẽ là một cái bước nâng cấp thuộc dạng là phải có ở trên thế hệ này, đó là cái bút S Pen của nó. Khi mà Samsung Galaxy S22 thì mọi người đã biết đấy, nó cũng đã có S Pen tích hợp sẵn luôn. Vậy thì có lý do gì lại ngăn cản một cái thiết bị? Thứ nhất là màn hình lớn này và được gập theo cái dạng là một cái quyển sổ ghi chú thật luôn đấy. Và thứ hai nữa là mức giá cao cũng thuộc dạng hàng top rồi, thì có lý do gì lại không có, đúng không? Nhưng mà lưu ý rằng đây sẽ chỉ là tin đồn mà mình có được từ trang The Elex của Hàn Quốc thôi, nên là hiện tại thì vẫn chưa được xác nhận nha. Thứ ba, những Samsung có thể sẽ chơi lớn một chút xíu khi mà năm nay ta sẽ có đến tận là hai camera ở bên dưới màn hình luôn. Một là màn hình chính, còn một còn lại thì có thể là ở màn hình ngoài. Và tất nhiên lần này chất lượng camera sẽ được cải thiện với việc nó giấu kỹ hơn này, khó nhìn hơn này, và chất lượng hình ảnh cũng sẽ là tốt hơn, cũng là nên có, bởi vì Oppo Find N, các bạn đã biết đấy, nó làm tốt như nào thì mọi người hiểu rõ. Chuyển qua cái điểm thứ tư, khi trang Let's Go Digital thì cho rằng Z Fold 4 sẽ có vân tay bên trong màn hình. Thế thì nó sẽ là một ở màn hình trong, một ở màn hình ngoài, hay là cả hai, thì các bạn có thể comment bên dưới về cái ý kiến của bạn nhé. Nhưng mà có thể với nhiều người thì đây cũng sẽ là một bước nâng cấp, bởi vì thế hệ trước thì Z Fold 3 sẽ có vân tay cạnh hông mà thôi đó. Và cuối cùng thì có thể nó sẽ không quá vui vẻ cho lắm, và mong nó cũng chỉ là tin đồn thôi mà thôi, khi mà dung lượng pin được dự đoán là vẫn sẽ được giữ nguyên so với thế hệ trước. Bởi với mình thì thế hệ vừa rồi là Z Fold 3 ấy, thì nó có thời lượng pin không phải là quá thoải mái, là rất mong những cái tin đồn này sẽ chỉ là ở cái mức tin đồn mà thôi, chứ pin thì mình muốn cải thiện hơn nữa. Ok, thì chuyển qua vào thiết bị năm tới theo mình cũng rất là đáng chú ý, cũng là một thiết bị màn hình gập và nó đến từ Google, và tên của nó ấy là Google Pixel Fold. Mà người ta gọi nó như vậy bởi đơn giản thôi, nó sẽ có một màn hình gập đúng như cái xu hướng mà đa số những tên tuổi lớn hiện nay đã và đang tiếp cận, ngoại trừ Apple. Theo 9to5 Google thì nó sẽ có thể được gọi là Pixel Notepad, hoặc cũng có thể có một tên khác là Logbook, hay đơn giản thôi là Pixel Fold như đa số những nguồn tin và bài báo hiện nay đang chia sẻ, và cũng là cách mà mình sẽ gọi tên nó trong cái video ngày hôm nay. Có thể sẽ là vào cuối năm nay 2022 thì ta sẽ thấy được Pixel Fold thực sự được giới thiệu ra toàn thế giới với cái mức giá được đồn đoán vào khoảng là 1.400 USD. Và để các bạn dễ hình dung với khoảng giá của nó là cao hay là thấp, nó có phù hợp hay không, thì cặp đôi Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 của Samsung được định giá lần lượt là 1.700 và 1.000 đô thời điểm ra mắt, tức là Pixel Fold vào khoảng nằm ở giữa. Và nói một cách đơn giản thì đây là mức giá có thể xem là cạnh tranh. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa chắc là Pixel Fold sẽ có màn hình gập theo chính xác là cái dạng nào cả, nhưng có vẻ như nhá là thiết kế cái dạng như là Z Fold 3 hay là Oppo Find N sẽ là cách mà Google sẽ áp dụng cho thiết bị mới này. Vì ta có một cái số nguồn tin như sau. Thứ nhất là Google được cho là đã có một thỏa thuận với Samsung để sử dụng những cái tấm nền màn hình OLED gập được. Thứ hai nữa thì cũng là một cái điều khác, khi mà Samsung sẽ cung cấp cho Google cái lớp kính siêu mỏng, một thành phần có thể xem là cực kỳ quan trọng để tăng cái độ bền cho chính những chiếc Galaxy Z Fold của Samsung ấy. Đó sẽ là một màn hình OLED 7.6 inch có công nghệ là LTPO với tần số quét hy vọng và nên là 120Hz, đúng không ạ? Chuyển qua cái điểm thứ ba về camera thì chưa cần phải đến những tin rò rỉ,
thì nó vẫn sẽ được kỳ vọng là một cái thiết bị có camera thuộc hàng top. Nhưng mà số lượng thì ok, với camera trước sẽ là hai camera cùng độ phân giải là 80 megapixel, nhưng camera sau sẽ chỉ là một ống kính 12 megapixel. Và nếu thực sự tin đâu này sự thật thì nó sẽ là cái bước đi nó có phần là hơi ngược chút xíu, bởi vì trong thị trường mà từ giá rẻ đến giá cao đến flagship cho đến tận là Google luôn thì cũng đã tăng dần số lượng camera lên 2, 3, thậm chí là 4, 5 nữa, thì Google lại chọn một cái bước đi có phần là hơi ngược. Các bạn có ý kiến gì có thể comment nhé. Còn với mình thì có đúng không ta? Cuối cùng, tất nhiên nó sẽ vẫn là nơi để chipset mà họ tự tay xây dựng được thể hiện mình là Google Tensor. Với Google Tensor sẽ là cái trái tim của thiết bị này. Cá nhân mình thì mình lại rất là thích cái bước đi mới này của Google. Làm phần mềm ngon rồi thì giờ tôi tự làm luôn phần cứng để mà những gì tôi cần và tôi muốn làm thì không phải cần phải dựa vào cái ông nào cả. Thế đó, những thông tin cho hôm nay mình biết được và tổng hợp được về Google Pixel Fold, một cái thiết bị cũng là mới trong cái xu hướng, cũng không phải là quá mới mẻ của thị trường smartphone nữa. Và mong là nó cũng ra gì, bởi vì mình thì khá là thích Google Pixel nên là rất là hy vọng Google Pixel Fold hay là một thiết bị tên nào đấy có màn hình gập của Google cũng sẽ có một cái trải nghiệm đó là ok. Thế thì chuyển qua với cái thiết bị thứ ba ngày hôm nay, và nó sẽ là iPhone 14. Và đây sẽ là ba cái sự thay đổi đáng chú ý nhất theo ý kiến chủ quan của mình. Thứ nhất là về thiết kế, khi mà giờ đây thì ta sẽ không còn tay thỏ nữa mà thay vào đó sẽ là nốt ruồi hay là viên thuốc. Một sự thay đổi chắc chắn là sẽ đẩy doanh số của iPhone năm tới lên không hề nhẹ một chút nào luôn. Thế nên là Face ID cũng thay đó mà được giấu xuống bên dưới màn hình để tạo nên một mặt trước có thể xem là thanh thoát và sexy hơn. Như cách mà điện thoại Android cũng đã làm được gần một nửa thập kỷ nay rồi. Thứ hai là về camera, bởi vì năm nay thì Apple cũng sẽ quyết đẩy độ phân giải camera chính lên đến là 48 megapixel. Đó, từ 12 megapixel đã được duy trì trong nhiều năm thì có thể năm nay sẽ là lúc để mọi thứ thay đổi với người dùng iPhone. Cái điểm khác biệt thứ ba sẽ là sự khai tử cho dòng iPhone mini. Đây là thông tin cũng có thể xem là khó xác nhận nhất, bởi vì từ này năm ngoái thì cũng có bao nhiêu nguồn tin rò rỉ là Apple sẽ thôi sản xuất bản mini, thế rồi iPhone 13 mini thì vẫn trên tay trần của người dùng ấy thôi. Và cá nhân mình thì cũng đã dùng rồi và đây là một cái sản phẩm khá là ok. Vậy nếu như bản mini sẽ thực sự bị khai tử thì các bạn có ý kiến gì, bạn có cảm thấy tiếc nuối hay không thì có thể để lại comment bên dưới nhé. Còn với mình nhé thì mình thích bản mini đó. Còn nếu các bạn quan tâm hơn về iPhone 14 sắp tới thì mình sẽ để một video mình đã làm chi tiết ở đây. Còn giờ thì mình là Hoàng Đặng, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.